Kính chào quý vị và các bạn. Trang địa phương thành phố Cà Mau phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau kỳ tháng 4 năm 2023. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Phường 2 đẩy mạnh chuyển đổi số, mô hình nuôi sò huyết cho thu nhập cao của anh Võ Minh Luân ở xã Hòa Tân. Cuối chương trình là phóng sự lấy chất lượng làm nên thương hiệu. Nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, phường 2 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng thuận của người dân. Ủy ban nhân dân và các hội đoàn thể phường 2 thường xuyên phối hợp với lực lượng công an thành phố, VNPT Cà Mau và các ngân hàng tổ chức ra quân hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm định danh điện tử mức độ 2, đăng ký thuê bao chính chủ, chuyển đổi thông tin đăng ký từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân, mở tài khoản ngân hàng thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt cho người dân. Từ khi triển khai ra quân đến nay, các lực lượng đã cài đặt định danh điện tử cho trên 300 người, chuyển đổi thông tin SIM chính chủ cho gần 400 người, mở trên 500 tài khoản ngân hàng điện tử thanh toán không dùng tiền mặt. Để thúc đẩy sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, phường 2 vận động xây dựng tuyến phố mua bán không dùng tiền mặt tại tuyến đường Đề Thám thuộc khóm 3 và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các hộ kinh doanh. Hiện nay, trên tuyến đã có gần 20 hộ được trang bị mã QR thanh toán qua hình thức quét mã chuyển khoản. Thời gian tới, phường 2 sẽ tiếp tục vận động các tiểu thương trên toàn tuyến trang bị và sử dụng mã thanh toán QR, hạn chế sử dụng tiền mặt và nhân rộng mô hình ra các tuyến đường khác. Thì nói chung mở cái này thì nói chung tạo điều kiện cho cô bác dễ thanh toán như mình thôi, trong mua bán cũng dễ dàng thôi, cũng lẻ lắm. Nói chung là người mua cũng vậy, người bán cũng vậy thì nó cũng thanh toán mới đầu thì còn hơi bỡ ngỡ, sau này thì nó cũng dễ dàng lắm. Gì chứ ví dụ mình làm vài lần thì nó cũng thao tác cũng quen à. Thì vận động người dân ở trong khóm là mở tài khoản thanh toán tiền qua tài khoản, vì đa số người dân ở khóm 3 phường 2 là kinh doanh buôn bán. Ngoài ra thì tổ công nghệ số cộng đồng còn vận động người dân mở tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân phường 2 đã triển khai kế hoạch hành động nhằm thực hiện có hiệu quả chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường. Với sự nỗ lực của phường, trong tuần thứ 5 triển khai chiến dịch, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến của phường đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 69%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 67%, vượt chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới thì Ủy ban phường cũng chỉ đạo thường xuyên, coi như hàng ngày, hàng tuần phải đến khu dân cư, đến từng hộ dân để tuyên truyền. Ngoài cái tuyên truyền thì phải hỗ trợ cho bà con nhân dân về cái cài đặt các cái phần mềm, hỗ trợ bà con nhân dân là làm cái căn cước công dân, hỗ trợ cho bà con nhân dân khi tham gia hồ sơ trực tiếp, tức như là cài các cái email, các cái app để cho bà con quen dần khi mà thực hiện các cái giao dịch hồ sơ trực tiếp. Thời gian tới, phường 2 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân thực hiện công tác chuyển đổi số, chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng, các hội đoàn thể đến từng nhà để vận động hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến Cà Mau G, thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi sò huyết ở xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau phát triển đã hơn 5 năm. Mô hình cho thu nhập từ 100 đến vài trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ nuôi. Qua đi thực tế, nhiều nơi nhận thấy mô hình nuôi sò huyết đạt hiệu quả và lợi nhuận cao, lại thêm được Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay 25 triệu đồng với lãi suất thấp. Nên cuối năm 2022, anh Võ Minh Luân ở ấp Gành Hồng 1, xã Hòa Tân cải tạo 400 m2 diện tích mặt nước để nuôi sò huyết. Sò giống được anh Luân mua ở Bạc Liêu, loại 2.000 con một ký, về nuôi ở vị trí riêng biệt. Đến khi sò đạt trọng lượng từ 5 đến 600 con trên ký, thì thả với mật độ thưa. Mình nuôi sò huyết năm nay là nuôi năm đầu tiên. Là do cái nguồn kinh phí là của hỗ trợ của tỉnh hỗ trợ, là thành lập cái chi hội nghề nghiệp của ấp Bình Hào 1. Nuôi sò mình nuôi khoảng năm nay là đúng giờ là 5 tháng. Sò hiện bây giờ phát triển tốt. Sò huyết là loài nhuyễn thể dễ nuôi trong môi trường tự nhiên, không cần xử lý. Cách nuôi cũng đơn giản,
chia nhiều khu vực nuôi, mỗi khu vực nuôi dùng lưới bao quanh, thức ăn có sẵn trong vuông như mảnh dụng hữu cơ, thực vật phù du và tảo đơn bào, chỉ cần trông coi đến khi thu hoạch, mức độ rủi ro chỉ 10%. Với vị trí nuôi gần sông Gành Hào, dòng chảy mạnh, phù sa dồi dào, rất phù hợp nuôi sọc huyết. Toàn xã hiện có hơn 80 hộ hội viên nông dân nuôi sọc huyết, diện tích 4 hectare. Đã qua, hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp tập huấn nuôi trồng thủy sản, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố và Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 19 hộ trong ấp Gành Hào 1, giáp Gành Hào 2 giai với số tiền 450 triệu đồng đầu tư nuôi sọc huyết. Qua cái mô hình nuôi sò huyết ở Gành Hào thì được sự chỉ đạo của Ủy ban xã Hòa Tân thì cũng là xem đây là cái mô hình đột phá, tiếp tục nhân rộng những cái ấp mà lân cận theo sông Gành Hào, cũng như Gành Hào 1, Gành Hào 2, một phần của cái Su, một phần của cái Nai, để tiếp tục nhân rộng mô hình để cho bà con mình nuôi con sò huyết này được nhiều hơn, để mang lại cái kinh tế cho hộ gia đình tốt hơn. Hiện hội đã thành lập được chi hội nghề nghiệp nuôi sò huyết và tổ hợp tác nuôi sò huyết. Thời gian tới, hội tiếp tục vận động hội viên nông dân đầu tư mở rộng diện tích nuôi, hộ nuôi trước hướng dẫn hộ nuôi sau, góp phần nâng cao giá trị sản lượng thủy sản trên địa bàn xã nói riêng, thành phố Cà Mau nói chung. Nối nghiệp từ nghề kinh doanh của gia đình là cung cấp thịt trâu, bò tươi. Đôi vợ chồng trẻ anh Quỳnh Văn Lực và chị Lâm Cẩm Thúy, chủ cơ sở thịt trâu bò Thúy Lực ở số 107 đường Phạm Văn Ký, phường 2, thành phố Cà Mau, đã sản xuất bò viên khẳng định thương hiệu hơn 17 năm nay. Cơ sở Thúy Lực còn tiếp tục cho ra các sản phẩm từ trâu bò. Hiện tại, cơ sở đã có 6 mặt hàng gồm bò viên, khô trâu, chả lụa bò, chả mộc, khô bò và bắp bò ngâm nước mắm đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh. Nối nghề truyền thống của gia đình, lúc đầu vợ chồng anh Quỳnh Văn Lực và chị Lâm Cẩm Thúy chỉ kinh doanh thịt trâu bò tươi. Đến năm 2008, nhận thấy nhu cầu về bò viên trên thị trường là rất lớn mà ở Cà Mau chưa có cơ sở nào làm. Thế là vợ chồng anh đến Châu Đốc, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh để học nghề. Phải mất 3 năm thử nghiệm thì sản phẩm bò viên mới đạt chất lượng và đứng vững trên thị trường như hôm nay. Từ lợi thế kinh doanh lò giết mổ nên việc chọn được nguyên liệu đạt tiêu chuẩn làm bò viên và chả lụa bò và các sản phẩm khác rất dễ dàng. Vì thế, sản phẩm của cơ sở Thúy Lực làm ra luôn chiếm ưu thế hơn bởi độ ngọt và thơm. Sản phẩm bò viên được sản xuất đều đặn mỗi ngày để cung cấp cho thị trường. Cái tiêu chí của cơ sở Thúy Lực của em là lúc nào làm ra mặt hàng phải vệ sinh an toàn thực phẩm đứng đầu. Khi là hàng của em làm ra đến tay người tiêu dùng rồi họ ăn là lúc nào phải là sạch, khỏe, bổ dưỡng, không có hóa chất, không có chất bảo quản. Với mong muốn đa dạng sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng, sau bò viên, cơ sở Thúy Lực tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, sản xuất thêm nhiều sản phẩm như khô trâu, chả lụa bò, khô bò, chả mộc, bắp bò ngâm nước mắm, tiếp tục khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh với cả 6 mặt hàng của cơ sở. Từ khi mà cơ sở Thúy Lực tham gia OCOP đạt được 3 sao tới nay thì những mặt hàng nó bán nó rất là trôi chảy và được nhiều người biết đến, cả tỉnh nhà và cả tỉnh bạn. Nói chung thì những mặt hàng này bằng khi mà đến tay người dùng ai nấy cũng đều ưa chuộng và cái hướng tới chỗ cơ sở là sẽ phát huy là những mặt hàng này lên 4 sao. Hiện bình quân mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường hơn 15 tấn bò viên, 1 tấn khô trâu, 500 kg khô bò, gần 2 tấn chả mộc, 700 kg bắp bò ngâm nước mắm. Đạt chuẩn OCOP không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà cơ sở Thúy Lực còn góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập gần 10 triệu đồng trên tháng. Thời gian tới thì đối với ông phường tiếp tục mở rộng, nhân rộng cái sản phẩm OCOP trên toàn địa bàn phường. Đặc biệt là các cái sản phẩm mà đã đạt được 3 sao thì tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như sản phẩm bao bì, các cái tiêu chí để mà đạt cái điểm 4 sao, từng bước lên 5 sao để mà góp phần nâng cao cái giá trị sản phẩm như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại trang địa phương thành phố Cà Mau kỳ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trang địa phương kỳ sau.